Tết cùng Sony, ăn tài hối tủ, gửi lời chúc xuân. 29 Tết về đến nhà là trời đã tối mịt rồi. Thế mà nhận được cuộc điện thoại mấy đứa em họ rủ đi trông cái nồi bánh chưng. Nghe thấy hay hay, lại lên đường các bạn ạ. Năm mới thì Vũ chúc mọi người có một cái Tết thật là an khang và ngập tràn gắn kết với gia đình của mình nhá. Sắp đến Tết rồi, mình muốn chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe, gặp thật nhiều may mắn. Tiến Dũng chúc tất cả mọi người có một năm mới thật dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ và đạt được nhiều thành công hơn trong năm 2020 sắp tới. Và đừng quên là dẫn mọi người trong gia đình đi rước quà Sony. Tết thêm gắn kết. Chúc tất cả mọi người đón một năm mới thật an khang và ngập tràn hạnh phúc. Rước quà Sony, Tết thêm gắn kết. Rước quà Sony, Tết thêm gắn kết. Sony.